Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọng nha. Hôm nay thì mình đang có ở đây một cái mẫu tai nghe gaming với độ trễ của nó thủ hàng rất thấp luôn, 45 ms. Tính ra thì đây có thể coi là một trong những sản phẩm chính hãng tại thị trường Việt Nam hiện tại với độ trễ rất là thấp để cho nhu cầu chơi game hướng đến những ai mà có nhu cầu chuyên nghiệp một tí hay là những bạn nào mà thích chơi game, đặc biệt là cần một cái mẫu tai nghe để cho nhu cầu này. Và thời điểm này ấy, thì mình thấy rằng mức giá của nó không quá cao đâu. Hãng công bố là 1,7 triệu. Tuy nhiên thì tại những cửa hàng ấy thì bạn có thể mua em này với mức giá của ta là 1,3 triệu thôi. Và tên nó đó chính là Soundbeats Cyber Gear, một sản phẩm mà mình thấy rằng nó không chỉ có cái độ trễ thấp mà nó có một thiết kế tương đối bắt mắt nữa. Bạn nhìn nhá, đấy, led lủng đầy đủ luôn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ bạn về em tai nghe này. Đầu tiên chúng ta nói sơ qua về chiếc hộp trước nhá. Và cá nhân mình đánh giá thì hộp này được làm cứng cáp hơn cũng như là ấn tượng hơn nếu mà so sánh em Soundbeats Lite hôm trước mình đã dùng. Em Soundbeats Lite ấy, thì hộp của nó sẽ là vỏ giấy, nó hơi mỏng manh một tí. Còn này hộp của nó cực kỳ cứng, các bạn nhìn chưa? Cứng hơn rất nhiều nếu mà so với cái siêu giấy hôm trước. Ngoài ra thì bạn vẫn sẽ có đầy đủ những yếu tố như sách hướng dẫn sử dụng này. Tiếp theo là một tờ giấy để hướng dẫn bạn kết nối với app. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm phần tiếp tai cũng như là cát sạc đều sẽ có trong hộp luôn các bạn nhá. Nói về thiết kế của em tai nghe Soundbeats Cyber Gear ấy, thì cái điểm mình ấn tượng đầu tiên đó chính là nó sẽ có rất nhiều những đường cắt sảy ở đây và mang đậm một cái màu sắc gì đó rất kim loại cũng như là gaming luôn. Chúng ta sẽ có những cái con vít ở đây này, cụ thể bạn sẽ có 4 con vít và ở chính giữa sẽ là logo của Soundbeats được làm cách điệu đi. Và ở chính giữa đây nhá, bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái đèn LED. Và thực sự nói em này LED quá là nhiều luôn. Tổng thể lại thì mình nghĩ rằng đây là một sản phẩm có thiết kế ấn tượng đối với cá nhân mình. Nhất là khi mà chúng ta bật LED lên. Các bạn muốn bật LED thì mở cái nắp ra. Đấy, nó sẽ tự động sáng đèn. Và cái đèn này ấy, nó sẽ sáng trong vòng 30 giây và tự động tắt đi nhá. Nói chung là đây sẽ chỉ là một màu thôi. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 chế độ LED khác nhau. Thứ nhất các bạn sẽ bấm vào đây này. Bấm vào đây, nó chuyển màu xanh nhá. Và khi bạn để dần dần nó sẽ chuyển qua các màu khác. Ví dụ màu xanh này, màu vàng này, màu tím, màu đỏ các thứ. Nói chung là nhìn bắt mắt lắm các bạn ạ. Đặc biệt là bạn nào mà nhà chưa có đèn ngủ ấy, các bạn mua em này về thay đèn ngủ luôn cũng được. Tất nhiên đây chỉ là một chế độ thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ có một chế độ khác, nó chạy theo kiểu màu gradient ấy, nhìn nó bắt mắt hơn và ấn tượng hơn rất nhiều. Đây mình sẽ cho bạn xem. Tắt LED đi này. Đấy, sau chúng ta bật lại, nó sẽ nháy như kiểu này luôn. Có thể là trên camera các bạn sẽ hơi khó nhìn một tí, nhưng ở ngoài ấy, nhìn nó như kiểu là mấy cái bộ PC ấy, nhìn bắt mắt cực kỳ luôn. Còn tổng thể ấy, thì mình nghĩ rằng đây là một sản phẩm vẫn hoàn thiện tốt nhá. Từ những phần ví dụ như ở bản lề, cổng sạc hay là những cái chữ in ở phía bên dưới thôi, làm cực kỳ sắc nét luôn. Về cơ bản build của những em Soundbeats, mình thấy rằng từ trước đến nay nó luôn cho một chất lượng build rất là ngon. Các bạn cầm chắc chắn. Đã thế cái nhựa này ấy, sẽ là nhựa không bám mồ hôi, dấu vân tay nhá. Sờ thoải mái cực kỳ. Nói chung ngay từ phần thiết kế thì bạn đã thấy rằng em này toát lên một vẻ gaming rất là ngon luôn nhá. Led lủng các kiểu con đà điểu luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về yếu tố chính, đó chính là khi mà trải nghiệm chơi game nhá. Trước hết thì sơ qua một chút, em này chúng ta sẽ ổ chuẩn Bluetooth đó chính là 5.3, cũng như là các bạn sẽ hỗ trợ các codec âm thanh ví dụ như cả AAC và SBC. Còn khi mình sử dụng nhá, mình thấy rằng kết nối Bluetooth của em này nhanh ổn định cũng như trong quá trình chơi game ấy, mình không gặp bất kỳ vấn đề gì như đứt tiếng hay là mất tiếng gì cả. Về cơ bản kết nối ổn định các bạn ạ. Còn khi mà chúng ta chơi game ấy thì điểm đầu tiên mình ấn tượng đó chính là nó truyền tải rất rõ những tiếng như tiếng bước chân này, tiếng đạn bắn này. Nói chung là khi mà bạn đeo game tai nghe này vào, các bạn nghe tiếng âm thanh chiến trường, đặc biệt là lúc chơi những tựa game như Call of Duty ấy, lúc các bạn lém lựu này, các bạn nghe tiếng rất rõ, tiếng bước chân này. Sau đó là khi bạn xả súng ấy, vân vân, tiếng súng nghe rất tanh và đã luôn các bạn ạ. Ngoài ra khi mà chúng ta nghe những tiếng này nhá, Soundbeats họ cũng sẽ kéo gần lại. Thành ra khi mà chúng ta sử dụng súng, các bạn bắn ấy, các bạn sẽ cảm nhận được cái độ nặng cũng như độ giật của súng. Thêm vào đó cái tính định hướng môi trường của em tai nghe này nó rất là ngon, đặc biệt là với những tựa game như PUBG Mobile các bạn nhá. Ngoài ra ấy, thì mình cũng đã test với những tựa game mobile khác như kiểu là tốc chiến ấy, thì mình thấy rằng em này chơi cũng ok luôn. Tổng thể lại thì mình thấy rằng đây là một em tai nghe xét về trải nghiệm chơi game, về tính định hướng ấy thì nó là một em tai nghe rất tốt trong tầm giá của mình nhá. Còn về yếu tố độ trễ, thực sự rất khó để miêu tả bạn là nó trễ như nào, bởi vì khi mà bạn đeo một em tai nghe gaming hoặc tầm là 60 ms thôi thì chúng ta thấy rằng nó không cảm nhận được quá rõ ràng rồi, trừ khi bạn thực hiện những thao tác như chúng ta bắn súng liên tục, nhưng mà phải có cảm nhận nhá, kiểu như bạn đứng một lúc, bạn ngồi ngẫm các thứ vân vân thì chúng ta mới cảm nhận độ rõ. Còn em này thì nó cũng sẽ tương tự như vậy nhá, khi mà chúng ta chơi game ấy, đặc biệt là những tựa game tiết tấu nhanh, các bạn sẽ thấy rằng không cảm nhận được cái sự khác biệt giữa 60 cũng như 45 ms đâu. Thực sự mà nói để cảm nhận được cái độ khác biệt của nó ấy, thì mình đã phải vào chế độ tập trong cái tựa game PUBG Mobile ấy. Mình bắt đầu mình xả súng thì mình thấy rằng
Với cái em tai nghe này 45 giây của nó, nếu mà so sánh là 60 giây trên em Soundbeat lại thì mình rằng nó có sự khác biệt lại nhá. Với cơ bản độ chữa em này nghe nó tiếng súng nó đã hơn, nó sát tai hơn, nó không có quá nhiều độ delay nếu mà so sánh với em Soundbeat lại. Dù sao ấy thì khoảng cách 45-60 ấy, nếu bạn chơi trong những tựa game mà tiết tấu nó quá nhanh bạn sẽ không cảm nhận được, nhưng về cơ bản này nó có sự khác biệt. Về cơ bản với những em nào muốn trải nghiệm chơi game nó liền mạch hơn, nó không bị ngắt quãng ấy, cũng như là có một độ trễ thấp tối thiểu, thì mình nghĩ rằng em Soundbeat Cyber Gear này sẽ là một sản phẩm phù hợp với các bạn nhá. Còn về mic thu âm ấy thì cũng là một yếu tố rất quan trọng khi mà chúng ta chơi game luôn. Cái việc này giúp chúng ta dễ dàng giao tiếp với đồng đội. Ở đây thì mình cũng đã dùng iPhone để thu lại một đoạn tiếng giúp bạn dễ hình dung hơn về mic thu âm của em Soundbeat Cyber Gear này. Xin chào bạn, để mà test tính năng thu âm của chiếc Soundbeat Cyber Gear ấy thì mình sẽ dùng iPhone. Và hiện tại các bạn đang nghe được chất lượng thu âm của chiếc Soundbeat Cyber Gear. Cá nhân mình giá ấy, thì chất lượng thu âm của em này khá là ổn. Tuy nhiên nếu mà ở đầu bên kia ấy, giọng người sẽ hơi bị bẹt một tí. Còn ở phía ở trên truyền tải âm thanh ấy, thì chi tiết khi mà chúng ta nghe giọng người nhá, rất ok. Tất nhiên là nó vẫn sẽ có độ méo nhất định. Nhưng về tổng thể em này nghe ổn, còn thu âm thì cũng được. Và tất nhiên em này cũng sẽ có khả năng nói chung là lọc ồn một tí nhá. Cụ thể nếu môi trường xung quanh các bạn gió ấy, thì chúng ta sẽ giảm được cái tiếng gió đi phần nào, cũng như là nghe giọng người nó rõ hơn một chút. Và tổng thể thì mình thấy rằng cảm giác đeo em Cyber Gear này nó ổn, nó không gây khó chịu quá nhiều trong khoảng tầm 2-3 tiếng đeo. Tuy nhiên khi chúng ta đeo lâu một chút ấy thì mình nhận ra một vấn đề nhá. Đó chính là phần tiếp tai của em này nó làm bằng cao su. Tuy nhiên khi chúng ta sờ vào ấy thấy rằng nó hơi cứng một tí. Thành ra nếu bạn đeo thời gian lâu dài cũng khoảng tầm là 3-4 tiếng đi thì chúng ta thấy rằng cái phần tai trong của chúng ta ấy, nó sẽ hơi kích một tí và gây ra hiện tượng mỏi nhá. Thế nên giải pháp ở đây mình nghĩ rằng chúng ta có thể đổi những tip tai như ở dạng form bọc biển, hoặc là những tip tai mà cao su của nó mềm hơn một tí. Còn cái tip tai hôm nay cao su của nó sẽ hơi cứng các bạn ạ. Đây sẽ là một điểm hạn chế hôm nay nếu bạn chơi trong thời gian quá là dài. Còn với em tai nghe này nhá thì chúng ta cũng sẽ có đầy đủ các thao tác. Và cái phần thao tác ấy đó chính là cái phần xung quanh phần đèn sáng đây. Các bạn sẽ có những thao tác như tăng giảm lượng, bấm chạm gọi trợ lý ảo, xóa bật tắt game mode vân vân. Về cơ bản đủ cả. À đấy, quên mất các bạn không lưu ý một điểm. Đó chế độ này ấy, chúng ta cũng sẽ có chế độ game mode, và bạn muốn độ trễ tối thiểu ấy thì chúng ta sẽ chuyển từ chế độ đó chính là music mode sang game mode thì chúng ta mới có cái độ trễ thấp nhất nhá. Tất nhiên là em tai nghe này chúng ta cũng sẽ còn kha khá các thao tác khác nhau. Thành ra bạn nào muốn tìm hiểu cái kỹ càng nhất ấy thì các bạn hãy đọc trong sách hướng dẫn sử dụng, từ những cái nhiều điều chỉnh đèn led, xóa bật tắt đèn led vân đều có trong sách hướng dẫn sử dụng cả. Còn mình thấy rằng ấy, em này cũng sẽ có IPX4 giúp bạn chơi game một thời gian lâu dài, dù có đổ mồ hôi nó cũng sẽ ok. Còn để mà nói về app ấy thì tất nhiên em này vẫn sử dụng thông qua app, đó chính là Soundbeat rồi. Và chúng ta kết nối vào bạn sẽ vẫn hiển thị đầy đủ những cái thông tin, ví dụ là phần trăm pin này. Sau đó khi bạn kéo sang phần tùy chỉnh ấy, chúng ta cũng sẽ có những cái như Adaptive EQ này. Sau đó các bạn vẫn sẽ có 9 preset khác nhau nhá, để bạn thể dễ dàng điều chỉnh. Hoặc anh em nào mà thích custom ấy thì cũng custom được luôn. Tất nhiên nếu bạn nào không thích bật led ấy thì chúng ta tắt led đi, tiết kiệm pin hơn đáng kể. Và các bạn cũng sẽ có một nút bé bé ở đây để tắt led. Cuối cùng là về chất âm nhá, thì với preset mình đang dùng đấy, đó chính là Soundbeat Classic. Với cái preset này thì mới rằng chất âm của nó sẽ thiên về hai giải, đó chính là mid cũng như là chest. Trong khi đó với giải còn lại là bass ấy thì mình sẽ thấy rằng nó bị lấn khá nhiều bởi hai giải kia. Nói dễ hiểu ấy thì khi bạn nghe các bạn sẽ có cảm giác rằng chest nó ở một cái layer trên, tiếp theo đó là chính là giọng ca sĩ, rồi cuối cùng mới đến tiếng bass nhá. Ngoài ra preset này mình thấy rằng bass đập khá là chán. Nhưng ở preset này thì mình thấy rằng chi tiết âm này làm tương đối tốt, giọng ca sĩ nghe không quá xa tai, tuy nhiên chưa nhiều cảm xúc lắm các bạn ạ. Có một điều mình lưu ý nữa, đó chị em này ấy, nếu các bạn bật 70% âm lượng đổ lên nhá thì đa số nó sẽ là chép luôn các bạn ạ. Ở cái preset này toàn là chép luôn, thề các bạn, rất nhiều chép, lớn luôn cả thằng mid. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đổi qua cái preset khác ấy, đó chính là bass boost, thì khi này bass nó sẽ đập có lực hơn, rõ ràng hơn rất là nhiều. Và mình nhận ra một điều, đó chính là cái preset gốc Soundbeat Classic xây dựng phục vụ chủ yếu cho một yêu cầu, đó chính là khi mà chúng ta chơi game, nhưng tiếng chép nó sẽ là một yếu tố rất quan trọng luôn các bạn ạ, đặc biệt là những lúc chúng ta xả súng. Tất nhiên với một mẫu tai nghe game mình ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải nói đến một yếu tố, đó chính là pin nhá. Pin này thì mình nghĩ rằng với một bên tai nghe sẽ là 40 mAh và cả cái case đấy sẽ là 470 mAh. Tổng thể lại với mỗi một lần sạc ấy thì em này có thể nghe được từ 5.5-6 tiếng, còn theo nhà xuất công bố sẽ là 6.5 tiếng. Tất nhiên cái này sẽ tùy theo mức âm lượng của bạn đang sử dụng nhá. Có khi mà bạn bật mức âm lượng nhỏ dưới 50% ấy thì thời gian sử dụng pin của bạn có thể trâu hơn cái mức nhà xuất đã công bố luôn. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về em Soundbeat Cyber Gear này, một cái sản phẩm mình thấy rằng
ấn tượng ở khoản khi mà chúng ta nghe để chơi game. Thực sự nói khi dùng em này chơi game, đặc biệt là những tựa game bắn súng ấy, quá đã luôn các bạn ạ. Và nếu bạn nào muốn mua ấy thì chúng ta có thể mua tại những cái đường link mình để bên dưới phần mô tả nhá. Mức giá của nó sẽ thay đổi tùy theo từng nơi, thành ra bạn cứ kích vào đấy, chỗ nào mà giá rẻ nhất thì bạn mua nhá. Còn bây giờ xin chào các bạn trong các video sau. Nhấn like cũng như là subscribe hộ kênh Khôi Ngạo nhá. Hôm sau thì mình sẽ gửi bạn những cái sản phẩm hay và thú vị hơn nữa. Còn bây giờ xin chào các bạn trong các video sau. Bye bye.